thay dao, để trả thay dao về, đúng không? Mở lên đi, tắt máy rồi mở lại, máy lỗi. Tất nhiên là đúng rồi. Đúng rồi, lỗi đúng không? API. Để nó chờ API. Mở đi. Rồi, chúng tôi cũng ống test này. Rồi testing. Ống test. Rồi, bấm 1. Rất tình hả? À, rất tình. Rồi, bắt đầu bấm 1. Rồi, input. Ok, đúng không? Rồi, input lên số 1. Là nó bắt đầu cho phép đi cửa. Rồi, bắt đầu chọn cái tầm. Bấm cái ngoài cùng là dấu cộng nè, dấu cộng ha. Rồi, bấm thấy cái nào có chữ DMC maintenance. Ok đúng không? DMC maintenance. Rồi khi bấm cho chân lành, thẻ đầu tiên nó sẽ nằm ở trong cái chân này. Rồi, nó sẽ nằm ở trong cái chân này, chân này nè. Rồi nó sẽ làm trong này ha. Thì mình sẽ bấm dấu cộng tiếp tục. Rồi, bấm khi nào thì nó ra là cái chữ tiếp delay. Rồi. Bấm được tiếp delay đúng không? Rồi. Rồi nó sẽ nằm ở bên ngoài vậy, ví dụ bên ngoài vậy. Rồi. Em bấm vào kéo tới thằng K7. K7. Tới K7 đúng không? K007. Ừ, K007. 320 đúng không? Rồi. Rồi. Xong rồi bắt đầu bấm dấu mũi tên ngang qua. Ok. Đó, bấm tới thằng nào K7.0. K7.0. Biết không đây. Đây, như là K7.0. Ra ngoài đúng không? Rồi, chết lên 1, đúng không? Bấm 1. Rồi, input ha. Rồi để an toàn á. Để an toàn á, thì khi mà anh xét cái đó thì anh chỉ có anh chụp lại cái dạng đó cái. Để có trường hợp có xích nhầm thì mình có cái lưu trữ mình xếp lại đầu. Không sao ha. Thì khi đó xếp không anh sẽ lên cái dòng chỗ này. Đúng rồi, nó báo là em manual maintenance là anh cho phép anh chạy cái tay dao. Chọn chế độ single lock. Chọn chế độ single lock. Chọn FPK. Ok FPK. Rồi. FPK đúng rồi. Bắt đầu chọn chế độ handle. Top thì tương ứng với dưới gần như top là cánh tay bật vô, ví dụ cánh tay đang gặp như vậy đúng không? Thì gì nếu cánh tay đang ở 60 độ rồi thì mình bấm tay của ta
tay của ta. Rồi. Đánh tay của ta để trả về. Rồi, và khi đó mình đánh cho tới khi nào nó trả về không độ. Rồi. Đó, trả về khoảng từ 358 cho tới 0 độ. Đó. Rồi, ok, 358 cho tới 2 độ là ok. 358 độ cho đến 2 độ là ok. Rồi. Rồi, ok. Rồi, rồi. Xong rồi. Mình quay lại cái trang hồi nãy để cái đồ em. Con này là bạc vô. Con này là bạc vô. Phía sau là bạc vô. Phía sau bạc vô vậy. Đúng rồi, trò về. Cái này là từ ví dụ như bước đúng rồi, cái này nó ví dụ từ không độ.